Xin chào anh chị nhé. Video trước tôi có quay xung quanh đất rồi. Video này tôi sẽ quay từ đất chạy ra cái ngoài đường nhựa kia. Ngoài đường nhựa kia nhé. Thì cái đất của chúng ta nó cách đường nhựa khoảng chưa tới 100m đâu. Thì nhưng mà tôi cũng lấy con số tròn là 100m để cho dễ anh chị dễ hình dung anh chị nhé. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại nhé, cái vị trí tôi đang đứng là thuộc ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Còn diện tích của chúng ta đang xem đây là 2.800m², nghĩa là 268 nhé, giá bán là 400 triệu. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ quay từ đất, tôi chạy ra ngoài đường nhựa, xem nó bao nhiêu mét anh chị nhé. Rồi, bây giờ mời anh chị đi. Cái vườn này là vườn cao su của người ta. Cao su là mùa này là người ta ngưng khai thác anh chị nhé, vì mùa này là mùa khô này. Đó, mùa khô lá rụng đó. Cái vườn này mấy hôm nữa người ta sẽ quét lá sạch sẽ, tránh cái trường hợp là bị cháy rừng nhá. Cháy rừng thì nó sẽ thiệt hại đến cái cây cao su của người dân. Mấy hôm nữa người ta sẽ quét sạch sẽ hết anh chị nhé. Rồi, còn bây giờ thì mời anh chị theo tôi ra ngoài đường nhựa nhé. Xem đất, cái đường nhựa nó cách cái đất của chúng ta bao nhiêu xa. Theo con mắt tôi quan sát thì nó vào khoảng 100m. Rồi, bây giờ mời anh chị đi. Cái đường này là một đường, một con đường đất đỏ, nhưng mà do mùa này là cái lá cao su á, mùa này lá cao su nó rụng nên là nó che hết đường của chúng ta đi rồi anh chị nhá. Trước mặt của chúng ta là nhà dân và đường nhựa rồi. Thì nó khoảng 70 đến 100 mét á. Đó, khoảng đấy thôi anh chị nhá, rất là gần. Đó, tôi mới quay xe đã ra đến đường nhựa rồi đấy chị nhá. Ngoài này dân cư đông đúc. Trường học của chúng ta, trường học cách đất của chúng ta, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn á, khoảng cây số thôi, chưa tới cây số đâu. Đó, cái quốc lộ 14 khoảng cây rưỡi anh chị nhá, rất là gần nhá. Đó, tôi sẽ đậu xe ở đây, tôi đi lên đường nhựa tôi quay. Đó, đó, chút nữa tôi sẽ làm cái video về cái nhà này, nhá. Anh chị nhớ đăng ký kênh để xem mấy video kế tiếp của tôi nhé. Chút nữa tôi sẽ làm. Vì cái nhà này nó tận 1 mẫu 2, tôi sẽ làm một cái video riêng anh chị nhé. Vẫn của một chủ luôn nhé. Cái chủ 1 mẫu 2 này với cái chủ là 268 kia là một nhé. Tôi sẽ là quay thành riêng từng video để anh chị khi xem anh chị phân biệt từng sản phẩm một anh chị nhé. Rồi, đây là đường nhựa của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi lưu thông từ đây ra ngoài quốc lộ 14 khoảng cây rưỡi số nữa thôi. Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, Ủy ban nhân dân Đồng Tiến đường này nhé. Chị đi một chút là tới rồi. Đó, chúng ta về thành phố Đồng Xoài chúng ta đi đường này khoảng 6 cây số nữa. Rồi, còn đây là đường vào đất của mình này. Đây là đường vào đất nhá. Đấy, còn cái miếng đất này thì bây giờ tôi chuẩn bị quay đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh để xem video kế tiếp nhá. Rồi, bây giờ mình nhắc lại một lần nữa nhá. Đất của chúng ta thuộc ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Đó. Diện tích là 2.800m², giá bán chỉ có 400 triệu thôi. Thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.